Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 20. Cô Mỹ Hiền sẽ đọc cho chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời. Dạ, xin kính mời Hội Thánh của Chúa mở ra trong lời của Đức Chúa Trời được viết ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 20, từ câu số 20 cho đến câu số 28. Dạ, tôi xin đọc lời của Chúa. Lúc ấy có mẹ của các con trai CBD cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giêsu, quỳ xuống và xin Ngài một việc. Ngài hỏi, bà muốn xin điều gì? Bà thưa, xin cho hai con trai của tôi đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái của Chúa trong vương quốc Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không? Họ đáp, thưa, có thể được. Ngài nói với họ, các con sẽ uống chén của ta. Còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta, thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Nghe vậy, 10 môn đồ kia rất tức giận hai anh em này. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ và khuyên rằng, các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân, còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm tỳ tớ, còn ai muốn làm đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mẹ sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hiền. Chúng ta thấy một buổi sáng đầy phước hạnh. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay Chúa đã cho chúng ta có thời giờ. Chúng ta đã có thời giờ cầu nguyện cho những người phụ nữ. Chúng ta đã cầu nguyện cho những người phụ nữ. Và một lần nữa, quý ông có thấy rằng những người phụ nữ quan trọng trong gia đình của mình không? Sao yếu quá vậy? Bây giờ tôi hỏi lại nha. Các ông có thấy rằng là ồ sao chị Trang giơ tay, ai hỏi vậy ha? Phải bắt phối giơ tay mới đúng chứ nha. Tôi hỏi lại nha. Các ông có thấy rằng là những người nữ trong gia đình mình quan trọng không? Cảm ơn Chúa. Còn các người nữ thấy trong gia đình mình những người nam quan trọng không? Tốt quá, cảm ơn Chúa. Nói chung là Đức Chúa Trời dựng nên người nam. Và Chúa thấy người nam ở một mình không tốt, cho nên Chúa dựng người nữ để giúp đỡ cho người nam. Và trong gia đình thì có cả người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, thì nó sẽ hoàn hảo. Nên tôi cầu nguyện cho tất cả kế hoạch của Satan nó không có phá hoại hôn nhân của quý vị. Là Satan nó không có làm cho gia đình chúng ta bị đổ vỡ, để con cái chúng ta nó không bị cô đơn và không bị thiệt thòi. Amen. Câu chuyện này thì được kể rằng sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài kể rằng, Ngài bảo rằng Ngài phải đến thành Jerusalem, Ngài phải bị nộp trong tay kẻ có tội, và Ngài phải bị nộp trong thầy thông giáo và người Pharisee. Họ sẽ kết án tử hình Ngài, sau đó rồi giao Ngài cho dân ngoài để chế nhạo Ngài, đánh đồn và đóng đinh Ngài trên thập tự. Nhưng rồi ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Khi nghe tất cả những điều này thì những người đi theo Chúa trong thời bấy giờ, trong đó có hai người con trai của CBD, họ biết được rằng thờ vận, sự kiện, công việc sắp sửa đến. Họ là những con người hiểu biết Kinh Thánh, họ là những người đang nghe Chúa Giêsu phán dạy, và họ là những người trung tính đi theo Chúa Giêsu. Họ biết rằng Chúa Giêsu sắp sửa bị bắt, Chúa Giêsu sắp sửa bị đóng đinh, Chúa Giêsu sắp sửa bị chết, và họ cũng biết rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại trong ngày thứ ba trong sự vinh quang. Họ biết được tất cả kế hoạch đó. Họ về, họ nói chuyện với mẹ của họ. Thì bây giờ vợ của CBD dẫn hai con trai của mình đến với Đức Chúa Giêsu. Đây là cái nguyên tắc của sự cầu nguyện. Muốn lời cầu nguyện chúng ta được nhậm, việc đầu tiên là hãy đến gần với chính mình Chúa.
Đúng không chị em? Chúng ta biết được sự việc, chúng ta biết được sự kiện, chúng ta biết được cái những hoàn cảnh, chúng ta biết được những biến cố. Như những gì hồi nãy tới giờ tôi đã nói, anh chị em thấy rằng chưa bao giờ hết nạn đói của năm 2023 này diễn ra tại trên thế giới mà những năm gần đây không bao giờ bằng năm 2023 này. Nạn đói kinh khiếp và chiến tranh thì tàn khốc tại nơi Liên Xô và Ukraine. Và chúng ta biết rằng những cái chuyện mà cháy rừng hiện bây giờ, một cái tàn khốc tại nơi ở tại Canada và cháy của bên Mỹ, và đảo Hawaii á, của đất nước Mỹ là một trong những cái hòn đảo đẹp nhất trên thế giới này, nơi du lịch nổi tiếng nhất, mà hiện bây giờ là cháy rừng ngày đêm, những máy bay vô cùng tăng tiến để mà dập ngọn lửa đó mà dập không được. Rồi động đất đang xảy ra một cách tàn khốc ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Rồi chính trị đang đảo lộn nhiều quốc gia. Rồi đạo đức suy đồi chưa bao giờ từng có. Bệnh tật gia tăng khắp mọi nơi. Người ta biết và người ta tính và người ta biết rằng ngày và giờ con người trở lại rất là gần rồi anh chị. Nhưng mà ba mẹ con người CBD này, họ biết được thực cục, họ làm gì? Họ đến gần với Đức Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay, khi biết được tất cả những sự cục đang diễn ra trên thế giới này, biến cố xảy ra, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà đến gần Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà đến gần Đức Chúa Giêsu như thế nào để cho Ngài nhậm lời? Đến gần Đức Chúa Giêsu như thế nào để cho Ngài vui lòng? Đến gần Đức Chúa Giêsu với một động cơ gì để cho lời cầu nguyện chúng ta được trả lời? Và chúng ta thấy rằng họ đã, lúc ấy có mẹ của các con trai CBD cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giêsu, hay đến gần Đức Chúa Giêsu. Việc đầu tiên là hãy đến gần ta sẽ đến gần với các con. Muốn lời cầu nguyện được nhậm, muốn lời cầu nguyện chúng ta được thấu hiểu, được thông suốt, thì không còn cách nào, hãy đến với Đức Chúa Giêsu, chứ đừng qua bất cứ một cái hình thức tôn giáo nào, đừng mượn bất cứ một con người nào như cái cầu. Không, Chúa nói là hãy nhân danh ta sẽ cho các con. Okay. Đến hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp. Việc đầu tiên là họ đến gần. Việc thứ hai là kinh thánh là gì? Họ đã quỳ xuống và xin một việc. Một cái động cơ của họ cũng vô cùng quan trọng tại đây. Họ đến gần. Và thứ hai là gì? Họ quỳ xuống để họ cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện cho tinh thần của sự cầu nguyện của anh chị em và tôi. Trong hội thánh này, nếu có những sự việc quan trọng, chúng ta có thời gian, có địa điểm được, chúng ta có thể quỳ gối xuống cầu nguyện. Lời cầu nguyện chúng ta vô cùng hiệu quả anh chị em. Amen. Quỳ gối xuống cầu nguyện. Họ đến gần, họ quỳ gối và họ xin một việc. Họ xin cũng vô cùng chi tiết. Họ xin cái gì mà anh chị em? Xin cho hai người con trai tôi, một đứa thì được bên trái, một đứa thì ngồi được bên phải của Ngài. Coi như là họ đang xin cho con mình một vị trí, họ đang xin cho con mình cái ghế, hay họ xin cho con mình cái chỗ đứng với Đức Chúa Giêsu. Thoạt qua nghe những điều này, chúng ta thấy rằng họ hoàn toàn là những người đúng. Thứ nhất là họ biết sự cục. Thứ hai là họ đến gần. Thứ ba là sắp mình xuống để mà thờ lại, thờ phượng. Thứ tư là xin một cách chi tiết, chứ không phải xin một cách qua loa và chiếu lệ. Khi tôi học được cuốn sách của ông mục sư Cho Dân Ghi, ông dạy về cái phương pháp của sự cầu nguyện. Đối với Chúa, ông Cho Dân Ghi khích lệ là gì? Ông xin Chúa nha. Trong thời kỳ đó ông nghèo quá. Ông xin Chúa ơi, con hầu về Chúa, con đi bộ lâu quá, Chúa cho con một chiếc xe đạp. Trong thời kỳ đó, ông mục sư Cho Dân Ghi xin một chiếc xe đạp. Khó lắm. Và rồi mà chiếc xe đạp của nước ngoài á. Rồi Chúa ơi cho con một cái bộ bàn để con ngồi cũng soạn bài, cho con một cái ghế. Bây giờ ông xin từng chi tiết rất là rõ ràng.
và Đức Chúa Trời đã nhậm lời ông. Sau khi một vị giáo sĩ Mỹ đến đó hầu vị Chúa một thời gian, hết nhiệm kỳ, vị giáo sĩ đó trở về nước, và khi trở về nước còn một chiếc xe đạp thật là tốt xịn, và bắt đầu thấy ông Chúa Dương Ghi là người yêu Chúa, ông giáo sĩ đó đã tặng ông Chúa Dương Ghi chiếc xe đạp đó. Và không những tặng chiếc xe đạp đó mà cái bộ bàn của ông mua để ông ngồi soạn bài á, thì ông thấy ông Chúa Dương Ghi siêng năng soạn bài, ông tặng bộ bàn, tặng cái ghế sofa luôn, và tất cả cái gì ông Chúa Dương Ghi xin đã được nhận. Ông xin chi tiết, ông đã được nhận một cách chi tiết. Và tôi học được cái cách cầu nguyện này. Tôi khao khát, tôi cũng cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa biết con vốn là người yếu đuối, Chúa ơi, con là người thiếu học, Chúa ơi, con là người bị thiếu kém nhiều mặt. Tôi ghi ra một loạt bài, xin Chúa giúp cho con có một người vợ hiền. Amen chị em. Chứ hiền mà biết hoa đàng hoàng nữa kìa, cảm ơn Chúa. Hiền biết thương, không chịu biết hoa đàng hoàng nữa. Chúa cho con có người con trai, cảm ơn Chúa. Và Chúa cho con có một căn nhà chiều ngang 4 mét, chiều dài 10 mấy mét để dần lên thờ phượng Chúa. Từng chi tiết một tôi xin, Chúa đã đáp lời vượt quá mọi sự cầu xin của tôi. Amen. Cho nên hỡi ông bà chị em, buổi sáng mà tôi đang khích lệ hội thánh của Chúa, khi chúng ta đến với Chúa cầu xin một việc gì, xin Chúa giúp cho chúng ta, hãy xin một cách xác quyết và xin từng chi tiết. Nhưng mà rồi bây giờ tất cả những điều này chúng ta nghe thuộc qua từ nãy giờ tôi đang khích lệ, có vẻ là quý vị tưởng là người này đã cầu nguyện như vậy là đủ rồi. Nhưng tôi nói là chị em là chưa đủ. Họ cầu nguyện như vậy thì họ quỳ gối xuống xin Ngài một việc. Ngài hỏi: bà muốn xin điều gì? Bà thưa: xin cho hai con trai tôi đây, một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái của Chúa trong vương quốc Ngài. Xin cho một đứa ngồi bên trái, một đứa ngồi bên phải trong vương quốc của Ngài. Như vậy chúng ta thấy rằng việc xin như vậy, mong muốn một việc tốt lành như vậy, có gì sai ông bà chị em? Nhưng mà điều tôi đang nói buổi sáng này là gì? Nhất là những người mẹ đang có mặt tại đây. Hồi sáng này chúng ta cùng với những người phụ nữ, thường là những người mẹ rất là thương con, và thường là những người mẹ luôn luôn quan tâm đến con mình và muốn cho con mình có một chỗ đứng, có một vị trí, có một chức vụ, có một công việc, có một người vợ hoặc người chồng theo ý của mình. Nhưng buổi sáng hôm nay, nhờ ơn Chúa tôi khích lệ bà chị em rằng đừng cầu nguyện bắt buộc con mình theo ý của mình, nhưng mà hãy cầu nguyện xin ý Chúa được nên trên đời sống của con cái của chúng ta. Tôi giảng vợ tôi vỗ tay, còn không ai vỗ tay hết. Tập trung đi con. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ mỗi một người trong chúng ta hãy khao khát. Chúng ta đừng có bày tỏ một thái độ về gì, con đến gần Chúa, con quỳ gối con thờ của Chúa, con xin một cách chi tiết, nhưng mà xin là mục đích là mình phải hơn những người khác. Trong thời kỳ bây giờ bao nhiêu môn đồ quý vị? 12 môn đồ đang quay quanh Chúa Giêsu. Nhưng mà có một người phụ nữ cầm tay dẫn hai đứa con mình vô, kêu riêng Chúa Giêsu ra, bắt đầu xin những sự việc, mong muốn những sự việc, mà muốn là gì? Con tôi phải hơn mấy cái thằng này. Đứa ngồi bên phải, đứa ngồi bên trái, mấy thằng kia ngồi dưới hết, hết chỗ rồi, nguy hiểm không anh chị em? Nguy hiểm vô cùng. Nhiều người ngày hôm nay cũng tìm một cách đến gần được Chúa Giêsu, nói một lúc, thưa một hồi, rồi cuối cùng là xin một cái gì đó mà cho xác thịt của mình trọn vẹn, còn không nghĩ đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tự nhiên tôi thấy cái Facebook của một người rất là quen thân của tôi, là một sư Hồ Hải, nhắn tin: chào một sư khỏe không, tôi quan tâm đến một sư. Tôi trả lời liền, xong gọi điện thoại cho tôi thấy mặt đàng hoàng nên gọi, mà sao nó không nghe rõ, cái rồi tắt, gọi lại lần nữa, nó là đây sống yếu quá một sư,
Thôi bây giờ tôi nhắn tin, tôi cần mục sư một việc. Có thôi việc gì mục sư cứ nói. Tôi cần chuyển tiền cho Việt Nam một số người, nhưng mà bây giờ tôi không chuyển tiền được, cho nên mục sư vui lòng chuyển cho một số người. Tôi quất cái vô hỏi bụi chà bá liền. Tôi nói chà đại ca này mà cần mình chuyện này sao? Không hề. Tôi móc điện thoại tôi gọi thẳng trực tiếp cho ông. Nó tôi không hề. Thế là tôi biết đó là hacker. Điều tôi đang nói quý vị ngày hôm nay là gì? Nhiều người sẽ đến hỏi quý vị khỏe không? Quý vị có bình an không? Tưởng chừng là họ quan tâm đến quý vị. Mà câu tiếp theo là gì? Cho tôi mượn tiền. Nhiều người đến bắt đầu: mẹ khỏe không? Mẹ tốt không? Mới thoạt đầu tưởng là người con có hiếu, nhưng mà cuối cùng là mẹ mua cho con cái này, mẹ lo cho con cái kia, mẹ điều này điều nọ. Cho nên tôi nói anh chị em rằng mỗi một người trong chúng ta hãy cầu nguyện Chúa là gì? Chúng ta không chỉ là quá khi có nhu cầu, khi có năng đề, khi có sự việc thì chúng ta mới thân thiện với Chúa. Mà thân thiện với Chúa là mục đích để mà lời quyền lợi về cho cá nhân của mình. Nhưng mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta làm, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Amen. Hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài. Chúng ta cứ làm thỏa lòng của Chúa đây, mọi sự Ngài sẽ cho thêm chúng ta. Khi một người con mà làm vui lòng cha mẹ rồi, việc còn lại là ba mẹ biết ba mẹ phải mua gì cho con và giúp đỡ gì cho con. Cái vấn đề là con không phải cố gắng hoa lá cành này nọ để cho vừa lòng, nhưng quan trọng là lối sống của con, cách sống của con, cái thái độ của con như thế nào đẹp lòng cha mẹ thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Có một sư kia, ông tâm sự của tôi như thế này. Ông có một, ông ở quê nhưng ông có đứa con đi học ở trên thành phố. Và ông này thì hai vợ chồng thì cũng khá giả, mà có một đứa con à, có một đứa con trai duy nhất thôi. Nhưng mà rồi thì cho nó lên học ở trên thành phố á, thì cứ mỗi tuần á là thứ bảy là nó về, nó thăm ba mẹ đó. Và nó sáng thì nhóm chung với hội thánh, đánh đờn với hội thánh xong xuôi hết, thì chiều chủ nhật á thì mới lên lại thành phố đi học. Và mỗi lần về như vậy thì ông bà mục sư được ăn cơm với con, được nói chuyện với con, đọc kinh thánh với con, được dốt chung với con và được thờ phượng Chúa chung với con. Và không thể nào thiếu, trước khi đi đó là tối chủ nhật đó là ông bà đã đưa một số tiền cho con xài suốt một tuần lễ. Thế là trung tính mỗi một tuần con không thiếu tuần nào mà không về với ba mẹ mình cả. Ông bà vui lắm vì ông bà có một đứa con một mà. Nhưng bây giờ sau đó thì xã hội nó văn minh, thì bắt đầu họ xài tiền qua thẻ. Thì ông mới phát hiện được vậy, ông làm cho con trai mình có thẻ. Ông nghĩ là đưa tiền nó không có tốt, cho nên ông mới nạp tiền vô cho nó xài thẻ, chứ đừng có đưa tiền mặt nữa. Thì thoạt đầu thì thấy có vẻ là tốt, nhưng bắt đầu tiền tốt như vậy thì mỗi tuần thì vì quá ông nạp nguyên một tháng. Thì cuối cùng ông phát hiện được một tháng sau nó không về thăm ông. Trước đó là sao? Mỗi tuần mỗi về. Bây giờ nạp tiền như đủ quá, một tháng sau mới về. Ông cảm thấy không được vui. Nhưng mà vợ của nó là: ông ơi, ông nghĩ xấu cho con của mình, không phải vậy đâu. Lúc này bài dở nhiều này nọ giờ kia. Ông thử, ông nạp 3 tháng. Đúng 3 tháng luôn quý vị. Rồi ông không tin tưởng nữa. Nó nói: ba, lúc này còn học hành rồi, bạn bè con nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Ông thử ông nạp 1 năm. Ông nạp nguyên 1 năm cho nó khỏi chuyển qua chuyển lại mấy câu đó. Đúng 1 năm hả ông quý vị? Ông mới phát hiện là gì? Mỗi lần con nó về, nó thân mật, nó vui vẻ với gia đình á, không phải là vì nó hiếu, không phải là nó không quan tâm đến hai cái mạng già này, nhưng vì nó quan tâm đến cái... Ông kể tôi nghe mà hai dòng nước mắt ông rơi. Có đứa con mà. Thì tôi áp dụng trên đời sống của tôi. Chúa ơi, nhiều lúc tại sao Chúa không cho con nguyên một cục vậy? Chúa nói: ta khôn hơn con.
tao ta cho nó nguyên cục á, sáng như này không có mặt ở salon đâu con. Ta mà đáp ứng cho nó hết tất cả, nó mà nó không thiếu bất cứ cái gì á, chưa chắc nó chạy đến với ta rồi con. Cho nên một lần nữa tôi nói với anh chị em rằng Chúa khôn hơn chúng ta. Chúng ta đừng có đến với Chúa chỉ xin cần mới đến, có nhu cầu mới đến, nhưng mà xin Chúa là giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Hãy đến với Chúa vì Chúa là ta yêu con, ta cần con và ta muốn con trò chuyện với ta. Amen. Như một người đứa con một đã nhắn nhủ và đã gửi gắm với từng người trong chúng ta là gì? Là hỡi những người làm mẹ, quý vị thương con của quý vị, quý vị muốn con của mình có một cái chỗ đứng vị trí thì có không có gì sai. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta quá ép như vậy á, thì con chúng ta trở thành những đứa hư hỏng. Hư hỏng. Và họ xin là gì? Họ xin cho tôi, con tôi một đứa vào bên hữu, đứa vào bên tả. Đức Chúa Giêsu đáp gì nè? Con 22. Quý vị có Kinh Thánh thì đọc với tôi trong con 22 chung với tôi. Bản cũ cũng được, 2-3. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Chúa Giêsu nói với hai người con trai của CBD là: các ngươi xin điều các ngươi không hiểu gì trơn ấy. Xin mà không biết gì trơn. Các ngươi xin đứa ngồi bên hữu bên tả, nhưng ta hỏi các ngươi là: các ngươi có uống được cái chén mà ta chuẩn bị uống không? Cái chén đây Chúa Giêsu muốn nói về cái chén mà tại vườn Gethsemane, chuẩn bị bước vào, Chúa Giêsu chuẩn bị rằng những cái giáo sẽ đóng vào hông của Ngài, những con roi sẽ quất vào trong lưng của Ngài, lôi ra máu chảy và đinh phải đóng vào trong tay của Ngài, đội máu gai trong trán của Ngài, máu xì ra và phải treo trên một cái thập giữa trời nắng đau khổ, vừa khát vừa đau vừa rát và vừa sỉ nhục đủ thứ vậy. Chúa Giêsu chuẩn bị đối diện một cái chén tội lỗi cả nhân loại phải chấp lên mình Ngài. Cho nên Chúa Giêsu mới quỳ gối xuống, Chúa Giêsu mới nói rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin Cha cắt cái chén tội lỗi, chén ghê gớm này ra khỏi con. Còn cách nào đó để cứu nhân loại này thì Chúa làm cái cách đó đi Chúa. Chúa Giêsu Ngài nghĩ đến cái chén tội lỗi, Ngài ghê tởm. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài tiếp tục, Ngài không dừng tại đó. Ngài nói thêm một câu rằng: dầu vậy, không theo ý của con, mà xin ý Cha được nên. Có những điều tôi đang khích lệ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay, không phải cái gì chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng lên chương trình, lên kế hoạch là bắt Chúa phải ký, bắt Chúa phải làm y chang chúng ta đâu. Nhưng mà đôi lúc Chúa muốn mỗi người trong chúng ta khi cầu nguyện là gì? Chúa ơi, có thể cái điều đó là không tốt cho con, nhưng mà đó là nằm trong ý muốn của Chúa, thì xin ý Chúa được nên trên đời sống của con, hay là xin ý Chúa được nên trên đời sống của con của con. Amen. Chúng ta đừng bắt con của mình làm theo ý của mình nhiều quá, đúng không anh chị em? Phải xin ý Chúa được nên trên đời sống. Ông mục sư nói, ông giảng là gì? Ai là không muốn con mình làm kỹ sư, ai không muốn con mình làm bác sĩ, ai không muốn con mình có địa vị trong một đất nước văn minh. Nhưng mà ý muốn của Chúa là Chúa muốn dùng nó trở thành giáo sĩ ở tại nơi Phi Châu, thì chúng ta cũng phải chấp nhận ý Chúa được nên trên đời sống của nó. Amen. Nhiều người cứ nghĩ là con của tôi phải gả nhà này, hay là con của tôi phải cưới người kia thì nó mới xứng rồi, nó mới hạnh phúc được này. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy, nhưng anh chị em không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Phải ý Chúa mới là trọn vẹn như anh chị em. Ý Chúa mới là trọn vẹn. Nhiều người bộ bảo là gì? Tôi là mục sư thì con tôi phải là mục sư. Nhưng mà chưa chắc. Chúa không kêu gọi nó làm mục sư, mà Chúa kêu gọi nó làm một công việc cho nên nó hỗ trợ mục sư thì sao? Amen. Có những con người họ làm giáo viên, nhưng mà không phải bắt buộc con của họ làm giáo viên. Nhưng mà con của họ sau này nó trở thành kỹ sư, nó trở thành bác sĩ, hoặc là nó trở thành người phục vụ Chúa, một nhà truyền giáo hay là một cách nào đó. Nhưng mà quan trọng đó là không phải là
ý của chúng ta được chọn, mà ý của Chúa phải được nên cho đời sống của con của mình. Amen. Nhiều người muốn bắt chồng của mình phải theo ý của tôi, bắt vợ mình phải theo ý của tôi. Nhưng anh chị em ơi, không phải như vậy đâu. Chúa đã chọn mỗi người, Chúa có chương trình cho mỗi một người. Và trong hội thánh cũng không phải ai cũng trọn vẹn như chúng ta mong tưởng đâu. Mỗi người Chúa dùng theo một cách khác. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hãy đứng đúng cái vị trí mà Chúa muốn chúng ta cần phải đứng. Amen. Không phải nhất thiết là ngồi bên phải bên trái của Chúa. Không phải là tôi phải là người quan trọng nhất trong hội thánh này. Ví dụ như một sư phụng, tôi phải ngồi kế một sư phụng, hay là tôi phải kế một sư tổng quan gì rồi, không quan trọng. Tôi nói anh chị em nào, trong cái chức vụ, trong cái vị trí á, khi mà Chúa chọn á thì chúng ta chạy đi đâu không khỏi. Mà khi mà Chúa đã không chọn rồi, chúng ta cố gắng đứng vào vị trí á, khổ mình mà khổ người khác nữa. Đúng không anh chị em? Vô cùng quan trọng. Thậm chí những người đánh đờn nè, nhiều lúc tôi khích lệ các con của chúng tôi đánh đờn. Việc chúng ta đánh đờn là đánh thờ phượng Chúa một cách hết lòng. Amen. Nhiều lúc âm thanh chúng ta nhỏ, Chúa không sao, Chúa nghe. Mục đích chúng ta làm là gì? Vâng Chúa. Chứ nếu mà tiếng đờn mình có to đi nữa mà cũng mặt mình vậy thì cũng đâu ích lợi gì. Phải vui cười trong sự thờ phượng, phải thỏa lòng trong sự thờ phượng. Amen anh chị em. Amen. Có những việc chúng ta làm không ai thấy, không ai biết và không ai để ý. Mà có những việc chúng ta làm mà không ai muốn làm, mà nếu Chúa kêu gọi chúng ta làm, cái đó là cái giá trị anh chị em. Amen. Còn nếu mà mình làm một cái mà ai cũng thấy, mình làm một cái mà ai cũng khen, mình làm một cái mà ai cũng biết, thì cái chuyện đó là sao? Nó bình thường. Và nó chỉ xứng với những cái đồng lẻ mà của những người khác thương xấu mình thôi. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời nó chỉ là bình thường. Nhưng mà nếu mình làm một công việc mà không ai muốn làm, không ai thích làm và không ai thèm làm, mà Chúa kêu mình làm, cái đó là cái giá trị mà không ai lấy được khỏi mình. Và mẹ của CBD này là gì? Cứ muốn con mình vị trí, vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng mà cái chính cái điều đó, vô tình bà đã trở thành gánh nặng và làm cho hai đứa con cũng trở thành gánh nặng, và chính Chúa cũng không hài lòng trong lời cầu nguyện của bà. Đúng không anh chị em? Chúa cũng không hài lòng cái cách cầu nguyện của bà. Bà tưởng là bà đến gần Chúa Giêsu là tốt, bà tưởng là bà quỳ gối xuống là tốt, bà tưởng chừng là bà từng xin từng chi tiết như vậy là tốt. Nhưng mà bà xin cái là gì? Chúng ta để ý nè, chúng ta để ý cái câu số 24 nè. Nghe vậy, 10 môn đồ kia rất giận hai anh em này. Mười môn đồ kia nghe sự đó thì giận hai anh em. Nếu một lời cầu xin của chúng ta một vấn đề gì đó, mà sau khi chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện, mà khi chúng ta xin cầu nguyện xong á, làm cho người khác bị tổn thương, làm cho người khác cảm thấy bị mệt mỏi, và làm cho người khác bị tức giận, thì từ đó anh chị em rằng lời cầu xin đó cũng không đẹp ý Chúa. Amen. Đúng không anh chị em? Amen. Không đẹp ý Chúa. Ông mục sư nào ví dụ như vậy, ông mục sư này đang lãnh đạo thánh 10.000 người, họ thánh ông mới có mấy chục người mà cách nhau có 10 cái số. Ông cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa lôi tất cả tín đồ của hội thánh nó qua chỗ con vốn cho nó đồng, Chúa làm cho hội thánh con. Mà ông làm như vậy, lời cầu nguyện đó thì sao? Trong danh Chúa Jesus cũng công bố tất cả hội thánh con mục sư này qua hết chỗ con. Con sẽ mở 3-4 gì đó là dữ dội á. Nhưng mà mình làm như vậy thì như thế nào anh chị em? Tổn thương em. Lời cầu nguyện như vậy nó tổn thương. Mình nhân dân Chúa Giêsu cũng công bố con phải đừng dối người này. Nếu mà cái động cơ chúng ta là chúng ta khao khát đường tốt thì tốt, nhưng mà mục đích chúng ta là muốn con đường giỏi hơn, đường hay hơn, con phải nổi hơn, là cần phải coi lại. Ví dụ như muốn con sẽ trở thành người thịnh vượng hơn, để con có thể dâng hiến nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn là tốt. Nhưng mà nếu mục đích chúng ta làm để cho một người chú tâm đến chúng ta dâng hiến nhiều hơn, người ta khen mình nhiều hơn, người ta quý mình nhiều hơn, người ta trọng mình nhiều hơn, điều đó cũng cần phải coi lại. Tôi nói thật anh chị em á, có những cái vị trí thà không đạt hoa hậu mà yên lặng
Cha khỏi cần khóc, đúng không chị em? Có một giấc ngủ ngon, có một cuộc sống hạnh phúc. Còn hơn là đôi lúc mà đạt được cái đó mà cuối cùng mình khổ, cha mình khổ, đất nước mình khổ, làm nhiều người khác khổ. Cho nên cái điều tôi đang khích lệ với chị em, chúng ta đừng quá chú trọng vị trí, mà chúng ta hãy chú trọng là Chúa ơi, Chúa muốn con sẽ làm việc gì trong một thánh phụ. Nghe sự đó thì những người đó giận mình, tức mình, bực bội với mình. Đôi lúc lời cầu nguyện chúng ta vô tình làm tổn thương người khác. Lời cầu nguyện của chúng ta vô tình đã làm cho người ta khó chịu. Tôi kể cái này vui thôi, tôi không có ý gì cả. Nhưng một ngày kia thì tôi nhóm chung với người đó, mà mỗi lần đó là người đó cầu nguyện á, là cầu nguyện cho các con của mình. Nghe có vẻ thiêng liêng không anh chị em? Bữa nào cũng cầu nguyện hết, mà cầu nguyện cho các con mình. Nhưng mà thay vì nhân danh Chúa Giêsu chúc phúc cho con mình á, thì bắt đầu người nó ngồi vô cầu nguyện là gì? Kể hết tội của thằng này, kể tội của con kia, rồi kể tội mà cầu nguyện rồi gầm rồi hát rồi nghiến răng làm đủ thứ vậy. Cái tôi nói là Chúa ơi, là cầu nguyện của người này á, là tôi con người nhiều lúc tôi còn thấy nó quá căng thẳng, còn huống hồ chi mà Chúa. Cái tôi lại tôi góp ý, tôi nói người đó thôi lần sau đừng có kể tội người khác nữa, thôi rồi bây giờ cầu nguyện chúc phước được chúc phước, và cầu nguyện nói là vui đi ra. Cái gầm lên tôi là tội nó phải nói ra chứ, nói cho nó biết. Ồ mà nó đâu có đây đâu, tôi thôi, nó không có đây mà tôi đây. Chu cha cầu nguyện mà nghiến răng mà đập bàn mà xé kinh thánh rồi làm dữ luôn. Rồi cầu nguyện quá chừng như vậy thầy. Sao cầu nguyện chứ vậy? Tôi đã thà đừng cầu nguyện, đúng không chị em? Mà chu cha đôi cái chuyện ngày xưa ngầu chứ con của mình chưa tin Chúa đó, kể hết lần này. Anh đó, anh chị em đó, lời cầu nguyện như vậy là không có đẹp lòng. Tôi nói điều này không phải là để chỉ trích, mà để khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến gần Chúa xin một điều gì, xin Chúa giúp cho chúng ta hãy cầu nguyện trong sự khiêm nhường, và cầu nguyện với mục đích là gây dựng và an ủi người khác, chứ không phải bước vào trong lời cầu nguyện để chỉ trích và lôi tội của người khác. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh đó, lúc cầu nguyện đừng có lôi tội ra nha. Amen. Lúc cầu nguyện không cần phải lôi tội ra. Chú biết tội anh em mình không anh chị em? Chú biết lỗi của anh em mình không anh chị em? Chú biết hơn chúng ta nữa. Mất mới gì ngồi nó kể hoài vậy. Cho nên khi mà lời cầu nguyện, mà khi mà chúng ta chú trọng về cái lợi nhuận của chúng ta nhiều quá, khi chúng ta cầu nguyện mà chú trọng về cái tôi chúng ta nhiều quá, khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta trở thành trọng tâm, sẽ làm tổn thương anh chị em của mình. Chú ơi, trong khi 12 môn đồ đang ngồi, thì những người đàn ông không thì đang cầu nguyện ngồi với Chúa Giêsu được rồi, tự nhiên xuất hiện người phụ nữ thật là xinh đẹp, chàng yêu eo. Tôi tưởng tượng thôi, vô trong tay cầm thì ít bánh rồi đồ ăn rồi nước uống gì đó ngồi, vô cái ngồi cái đến gần Chúa Giêsu, cái cho ăn cho uống gì đó, không biết có cho mấy 10 môn đồ kia không biết nữa, mấy ông ngồi nhìn. Ồ sao hai cái thằng này với nên dẫn mẹ đây làm gì vậy? Cái đến đấy con biết rằng chương trình của ngài sắp tới rồi. Khi mà ngài vào nước của ngài, ngài cho con tôi đứa ngồi bên trái ngươi bên phải nha. Cái sao nó quát gì thế? Tại sao ngươi không lo đến công việc của ta, ngươi không lo đến vương quốc của ta, mà ngươi cứ lo hoài cái chỗ đứng của ngươi? Lời cầu nguyện nó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không đẹp lòng Chúa. Chúa hỏi là ủa ngươi uống được cái chén người ta uống không? Nó uống được. Ngon lành không? Ngon được. Nhưng mà Chúa Giêsu này dẫu cho ngươi có uống được đi nữa đó, việc mà ngồi bên phải hay bên trái, việc là cha ta đã ấn định sẵn rồi. Amen. Trong hội thánh cũng vậy, có những việc mà chúng ta đừng cố gắng để kiếm một vị trí.
Người có nhiều người á cảm thấy là mình nói chuyện với một bước ông mục sư tổng quân nghiệp được cái là cảm thấy như một hơi vinh dự, còn coi mấy người khác không ra gì. Hay là đãi được ông này kia mà thấy mình giá trị, còn coi người khác ra gì, thì đó không phải. Không phải. Và sau đó 10 người đó giận thì Chúa Giêsu ngày mới giảng hòa bằng cách này nè. Chúa Giêsu giảng hòa nè. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và khuyên rằng: các con biết các nhà cầm quyền của người dân á là thống trị dân nè, cai trị dân nè, khiến dân theo ý của mình nè. Còn những quan quyền chức cao á thì dùng quyền lực của mình để mà cai trị, bắt ép dân để phục vụ mình. Cứ quyền thế nó là như vậy. Tôi có thể kể hoài câu chuyện này. Một ngày kia tôi thấy ông chủ tịch của Hàn Quốc, ông xong khi cái buổi làm việc của ông ra xếp hàng để ông mua một cái ly nước của Nhật Bản. Ông mua một cái ly nước của Nhật Bản để ông uống và thức ăn trưa của ông. Khi ông đi ra như vậy á thì tôi thấy nguyên một hàng sắp hàng nhà thôn như thế nè. Sắp hàng nhà thôn như thế nè. Mà ông ra sao á, ông cũng đứng xếp hàng. Xong người 1 rồi mới tới người 2. Xong người 2 tới người 3 và nhà thôn phải tới ông, đến lượt của ông. Tôi nói anh chị em là đó là Nhật Bản. Còn Việt Nam là xưa rồi con. Đúng không? Chỉ cần anh có như là anh lệnh một cái thì sao? Đêm tứ nơi anh vỗ một cái à, tao ký cho rồi hả? Tao giúp cho. Anh chị em ơi, đối với quan quyền đời này là dùng quyền dùng để mà cai trị, bắt ép người ta theo ý mình. Nhưng mà trong Chúa Giêsu không phải như vậy. Amen. Trong các con không phải như vậy. Amen. Chúng ta là con cái của Chúa, đi sau thì phải nhận sau, đi trước thì người ta xứng đáng đi trước. Bao nhiêu người đàn bà mang thai, cho con bú, trẻ em, người già, gạt hết. Mình là ai mà chui thẳng một cả tư trước liền, bỏ hết người này. Cái cách đó là cách ăn trên ngồi trước, ngồi trong mát ăn bát vàng. Cái đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa, tôi đọc lại cho anh chị em nghe nè. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và khuyên rằng: các con biết các nhà cầm quyền của dân thì cai trị, thống trị dân. Còn những quan chức cao thì dùng quyền lực mình để cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải như vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn làm đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Đối với trong vương quốc của Chúa, đối với công việc của Đức Chúa Trời, nó không phải giống như của thế gian. Ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Ai muốn làm đầu thì phải là trở thành người tôi mọi. Và tôi đang khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời nè. Phần đông tất cả các mục sư mà được Chúa dùng ngày hôm nay là khởi sự của họ là họ bắt đầu từ một công việc nhỏ nhất. Amen. Phần đông những mục sư đó, phần đông là đi chùi nhà vệ sinh nè, lụm từng cọng rác nè, bưng từng ly nước nè. Và bắt đầu cái chức vụ của họ là gì? Đôi lúc không phải là một đám đông lớn, mà họ dạy từng em bé, chăm sóc từng một con chiên. Họ quan tâm từng một năng đề nhỏ nhất. Để rồi Đức Chúa Trời bảo rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc rất lớn. Amen. 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 Ai trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho việc lớn. Amen. Hãy trung tín với một con chiên mà nho nhỏ nhất của mình, Chúa sẽ cho chúng ta bầy chiên mạnh mẽ từ nơi Chúa. Chúa bảo chúng ta đừng khinh thường của những ngày nhỏ mọn. Nhiều người đòi hỏi dân cho Chúa một cái lớn lao to tát lắm, nhưng mà ngay cái nhỏ nhất chúng ta không làm. Đúng không anh chị? Đòi tôn trọng mà không phục vụ. Đòi người ta trọng mình mà mình không trọng người ta. Được không anh chị em? Đòi hạnh phúc nhưng mà không chung thủy thì làm sao hạnh phúc? Mà Chúa muốn chúng ta là gì? Kinh Thánh Chúa nói là kẻ ác sẽ không có sự bình an ở trong lòng. Amen. Hãy chỉ cho tôi những người ác, hãy chỉ cho tôi những người ham ánh tội lỗi, tôi sẽ chỉ cho quý vị người đó không bao giờ có sự bình an trong lòng. Amen. Quý vị có muốn ngủ ngon không? Ngủ. Hãy thôi bỏ điều ác.
Amen. Hỡi các bà vợ muốn ngủ ngon không? Amen. Đừng chửi chồng nữa. Yêu chồng đi. Amen. Còn tội ai thì Chúa xử người đó. Chúng ta cứ vui vẻ tin cậy nơi Chúa đi. Amen. Chúng ta không thay mặt Đức Chúa Trời xử người tội người khác. Amen. Vì chúng ta cứ giảng dạy và khích lệ, đúng không chị? Còn việc của ai là Chúa khắc cho người đó. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, trong hội thánh, trong gia đình, trong xã hội. Chúa muốn chúng ta muốn Chúa Giêsu Ngài đã từng phán là gì? Ngươi muốn người ta làm gì cho ngươi thì sao? Ngươi phải làm điều đó cho người ta trước. Đối với Khổng Tử dạy thì khác. Cũng như là gì? Ngươi không muốn người ta làm cho ngươi điều gì thì ngươi cũng đừng làm điều đó cho người ta trước. Đó là trong tư thế gọi là gì? Thụ động. Nhưng mà trong Chúa là chủ động. Chúa bảo là ngươi muốn người ta làm gì cho mình hãy làm điều đó cho người ta trước. Hãy gặp người khác nở nụ cười bắt tay, họ sẽ nở nụ cười, họ bắt tay. Amen. Nếu họ không nở nụ cười, họ không bắt tay cho chuyện của họ, việc của chúng ta đã làm rồi. Amen. Amen. Chúng ta cứ vui vẻ với anh em của mình thì tôi đảm bảo cũng chẳng ai lấy điều oán và trả lại cho chúng ta đâu. Hỡi anh chị em, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy nhớ cái lời cầu nguyện của mình và xin Chúa giúp cho lời cầu nguyện của mình thuận ý Chúa. Ý Chúa được nên chứ không phải ý chúng ta được nên. Ý của chúng ta là nhiều lúc chúng ta muốn ngồi bên trái bên phải, chúng ta phải được tôn trọng, chúng ta phải được khen tặng, chúng ta phải được nhắc tới, chúng ta phải được tiên xưng, chúng ta phải được phần thưởng, chúng ta phải được quan tâm, chúng ta phải được. Nhưng mà ý của Chúa là khác. Ý của Chúa là khác. Ý của chúng ta là dày vặt nổi, nhưng mà ý Chúa là Chúa muốn chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà xin ý của Ngài được nên cái đời sống chúng ta. Chúng ta phải là người khiêm nhường và là những người có tinh thần phục vụ. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể để những gì Kinh Thánh Chúa bảo lòng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà làm thỏa lòng Chúa trước thì chính Chúa cũng sẽ làm thỏa lòng mỗi người trong chúng ta. Trong Thi Thiên 103 câu số 7 là Ngài bày tỏ cho công dân của Chúa thì tôi xin đọc Thi Thiên 103, đọc nguyên văn cho nó đúng, câu số 7, để rồi cho chúng ta thấy rằng là Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hiểu rõ về lời của Đức Chúa Trời, hầu cho lời của Chúa được đầy dẫy trên chúng ta. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho dân Israel biết các công việc Ngài. Đối với dân sự thì biết cái công việc, nhưng mà đối với Môi-se là nhà lãnh đạo thì Chúa bày tỏ đường lối của Ngài trên con người đó. Nhiều người trong chúng ta đến với Chúa mà thích quan tâm đến việc công việc, nhưng mà chúng ta không quan tâm đến chính mình Ngài. Nhưng buổi sáng nay nhờ ơn Chúa, Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hãy quan tâm đến chính mình Ngài, xem thử Ngài muốn điều gì trên đời sống của con. Hơn là con muốn điều gì cho đời sống của con. Ngài muốn điều gì thì chúng ta biết được điều đó, chúng ta sẽ là người làm đẹp lòng Chúa. Nếu như những người này họ không có nhu cầu thì cũng chưa chắc họ đến gần được Chúa Giêsu. Nhưng buổi sáng mà tôi khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời là không phải khi chúng ta có nhu cầu chúng ta mới đến với Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ đến với Chúa khi Chúa muốn chúng ta cần đến với Ngài như đứa con cần đến với cha vậy. Amen. Điều đó nó khó nhưng mà nó rất là tốt trên mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta không biết đường nào đi, không biết cách nào để chọn thì Chúa chỉ chúng ta con đường mình cần phải chọn. Anh chị cảm ơn Chúa. Sau đó thì chúng ta để ý Chúa Giêsu Ngài không phải nói không, mà trong câu 28 ngay cả con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài không chỉ giảng về lý thuyết, nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài làm xong Ngài mới giảng. Ngài nói ngay cả con người là chính Ngài. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa của các chúa,
Ngài đã quyền năng vinh hiển mà Ngài từ bỏ thiên đàng, Ngài xuống trần gian này. Ngài không phải bắt người ta phục vụ Ngài, nhưng mà chính Ngài là gì? Đã phục vụ người ta. Khi người ta đói, Ngài đã thánh hóa bánh cho ăn. Người ta bệnh, Chúa Giêsu đã chữa lành. Người ta chết, Chúa Giêsu đã làm cho sống lại. Người ta đã gặp khủng hoảng trong sóng gió, Chúa Giêsu đã làm cho yên lặng sóng gió. Người ta gia đình được rắc rối, Chúa Giêsu giải quyết cho được bình an. Chúa Giêsu làm tất cả. Sau đó Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ. Ngài rửa chân cho từng người. Rồi chính những con người mà đóng đinh Ngài, chửi rủa Ngài, Ngài mới dồn xuống. Đây là những con người Ngài đã từng giúp đỡ. Đây là những con người Ngài đã từng yêu thương. Đây là những con người Ngài đã từng mà giải quyết và ban cho. Nhưng mà giờ chính họ lại đưa tay lên đóng đinh hắn, đóng đinh hắn, đóng đinh hắn đi. Thì Chúa Giêsu Ngài mới phán một câu là: Cha ơi, xin Cha tha tội cho cái đám này đi, vì họ không biết điều họ làm. Cho nên mình thấy rằng là Chúa Ngài làm tất cả, để rồi sau đó Chúa Giêsu Ngài bằng lòng Ngài sống lại, thì chết rồi Ngài sống lại trong sự vinh quang để Ngài cứu đời sống họ. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta nhiều bài học, và xin Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta hãy làm theo lời của Chúa, hầu cho lời cầu nguyện chúng ta được đẹp theo thánh ý của Ngài. Buổi sáng hôm nay qua lời của Chúa tại đây, Chúa đang nhắn nhủ với tôi và anh chị em một vấn đề gì đó. Có nghĩa rằng đôi lúc có những cái chúng ta nói: Chúa ơi, tại sao con hết lòng con cầu nguyện mà tại sao Chúa chưa nhận lời? Con có đến gần Chúa, con có thờ phượng, chấp mình thờ phượng Chúa, con có xin Chúa từng chi tiết, con có làm rất là bài bản, mà tại sao lời cầu nguyện của con chưa được nhận? Thì Chúa có thể buổi sáng nay Chúa dùng lời của Ngài nhắn nhủ mỗi người trong chúng ta gì? Như vậy động cơ của con cầu nguyện đó là mục đích cho cá nhân của con hay là vì vương quốc của ta? Cho nên có những lời cầu nguyện của chúng ta Chúa nói được thì Chúa trả lời rất là nhanh nha anh chị em. Amen anh chị em. Đó là lời cầu nguyện rất là tuyệt vời. Nhưng mà có những lời chúng ta cầu nguyện Chúa nói không được. Đôi lúc cái lời trả lời không được của Chúa lại là lời cầu nguyện vô cùng hiệu quả của tôi và anh chị em. Amen. Anh chị em còn nhớ tôi kể câu chuyện mà tôi đi về quê tôi cứu trợ không? Lúc bây giờ thì đang bị bão lụt và khó khăn ở miền Trung. Và tôi đã trở về và lúc đó đèo lê chưa có làm, đi đường còn khó lắm. Mà sau khi tôi đã giúp đỡ xong xuôi công việc giảng đạo thì bắt đầu sáng đó tôi chào mẹ tôi với một số người, bắt đầu tôi đi, tôi cầu nguyện: Chúa ơi, nhân danh Chúa Giêsu, trời đang mưa lớn, của cầu nguyện công bố rằng trời không còn mưa nữa, Chúa dọn đường cho con đi. Tôi cầu một chừng nào mưa lớn chừng đó. Và đi ngang qua cái chỗ Quế Lộc á, nước lũ đến nó ầm nó xuống, tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu con bố nước lũ đi dừng lại cho con chạy qua bình an. Tôi cầu nguyện chừng nào nước lũ nó ầm xuống mạnh chừng đó nữa, cuối cùng trâu chiếc xe của tôi, trâu chiếc xe. Và nhờ mấy người kia chạy ra cứu tôi và họ lôi chiếc xe cho tôi với xe bị lôi cuốn xuống lũ rồi, lôi vô tôi sửa. Trong thời kỳ bây giờ tôi sửa chiếc xe tới 300.000 và tôi cảm thấy hơi buồn. Tại ra Chúa, con đang đi hầu vì Chúa, con đang xin Chúa, con cầu nguyện hết lòng, con xin Chúa giúp cho con vượt qua khỏi cái điều la, mà tại sao mà bị tay tôi như vậy. Tôi ở đó tôi sửa xe và sửa xe mấy tiếng đồng hồ, tốn tiền, đói bụng, hoặc tôi muốn làm bằng với Chúa. Nhưng mà sau đó người ta mới báo cho tôi là trên đèo le suốt từ sáng giờ mấy cục đá to như cái thùng, có to như cái nong bộ vậy đã lăn xuống và đè biết bao nhiêu người chà bẹp đó, biết bao nhiêu người chết đó, bao nhiêu người bị hư xe, bao nhiêu người bị trâu vùi ra tiệm ra đủ thứ hết, giống như vừa rồi cục sạt lở ở trên Bảo Lộc vậy đó. Thì tôi mới biết được rằng là đôi lúc chúng ta cầu nguyện xin Chúa điều này, Chúa không cho mà Chúa đem cái điều khác tới, nhưng mà chính cái mà Chúa cản lại là cái tốt cho tôi và anh chị. Chứ nếu mà tôi được bình yên qua cái chỗ Quế Lộc mà tôi vô cái chỗ đèo le thì đèo Phương Rạnh, đèo Rê Le đó, thì bây giờ tôi đâu còn đứng đây nói chuyện với anh chị em, đúng không anh chị em? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta. Trở về miền Trung thì tôi có nhiều điều để tôi kể lắm. Tôi kể thêm một câu chuyện nữa tại sao Chúa không nhầm lời. Một ngày kia tôi trở về quê giảng đạo xong xuôi công việc, một số siêu xong xuôi thì tôi mới thuê xe Minh Khơ đó, chở hai người chúng tôi từ ở trên Quế Trung để mà chở xuống ngõ 3-5 phút để đón xe.
Vừa tới nơi thì tôi thấy một chiếc xe thiệt là đẹp, thiệt là rộng. Và chúng tôi đấu xe đó để chở chúng tôi vào trong Sài Gòn. Tôi nghĩ là ô cảm ơn Chúa, Ngài đã nhậm lời con. Con vừa đến, con cầu xin thì Chúa cho một chiếc xe thiệt là tốt, thật đẹp liền. Tôi vừa đấu chiếc xe chuẩn bị ghé vô, thì có mấy người công an đó trên xe không dám ghé. Ghé sợ bị phạt, phải vô bến. Cuối cùng chạy luôn. Tôi tiếc rượu rượu. Xe nó vừa mới, vừa đẹp, chạy nhanh. Mà không biết máy lạnh nó không, thì anh không biết nữa. Mà máy lạnh thì anh Định mới gắn sau này giờ. Nhưng mà tôi không được. Đang đi bộ nắng chán về 2 giờ chiều. Nắng ơi là nắng, mệt ơi là mệt, mồ hôi ok. Đang đi vậy, đang mệt vậy. Tôi đang đi bộ cũng khoảng hơn cây số để xin kiếm xe khác. Tiếng quà không có, đang đi vậy. Cái ông sao biết có càng tiếp, nó dừng lại. Mình chưa kịp trả tay á, nó mở cửa, nó đẩy mình lên xe. Nó nói toàn giọng Bắc không, nó chèo. Nhốt con rễn. Chèo mà xe nó chạy từ ở ngoài Hải Phòng chạy vô. Chạy ngang là bắt mình lên. Tôi hỏi còn chứ còn cái còn thiếu gì con lên nè. Ô chàng ơi, bắt đầu lên anh ngồi cái ghế súp còn không có ngồi. Mà xe của họ đến 2 ngày 2 đêm rồi, chù cho cái mùi này bay ra. Ngồi dưới một trường tra tấn. Tôi nói Chúa ơi, sao Chúa không tốt lành với con chút nào? Tại sao con xin được chiếc xe đẹp kia, xe mới kia mà Chúa cho con đi xe này? Đi cũng vô cùng khó khăn. Mà trên xe họ nói DM không à, mình không quen, mình con cái của Chúa. Và tại sao không thấy căng thẳng như vậy? Cái ráng ngồi vậy, ráng chịu. Đi hoài tới cái đều vô gần đều cả. Cứ tự nhiên thấy người ta bú đen hết trơn vậy. Hỏi chuyện gì này nọ giờ kia. Mà xe kẹt quá chừng không biết gì này. Hỏi sao vậy? Họ nói là có một chiếc xe kia, tài xế vừa hút mà vừa chạy. Chạy tốc độ nhanh. Nguyên chiếc xe rớt xuống đều, không còn mạng nào sống hết. Tôi hỏi ra xe gì? Thì y chang cái xe mà tôi muốn đón đi mà không đón đi được. Hú hồn. Tôi mới hiểu được rằng á, Chúa ơi, đôi lúc lời cầu nguyện của con Chúa không nhận thấy ý của con, mà ý của Chúa vẫn tốt cho con. Thà con bị hôi một chút, con khó chịu một chút, mà con được gặp Salom buổi sáng hôm nay. Con biết bao nhiêu người thân thương. Amen. Sau này con không cần phải đi xe nữa mà con đi máy bay nữa con à. Ta muốn con đi máy bay chứ không đi xe nữa đâu. Amen không? Cho nên Chúa ơi, tôi mới phát hiện được rằng có những cái chúng ta cầu nguyện Chúa nó được, nhưng mà có những cái cầu nguyện Chúa nó không được. Khi mà Chúa trả lời không được, chúng ta hãy cảm ơn Chúa đi. Mấy con tôi lâu lúc nó xin mẹ đó, mẹ nó có những cái ok, nhưng có nó mẹ nó không. Nó kêu ba, mẹ nó không. Ba biết tôi dễ chị hơn, nhưng mà cái không của mẹ đó là đôi lúc là tốt cho các con của tôi. Quý vị hiểu hả? Nhiều lúc người mẹ khó một chút. Cố tinh hiền nhưng mà hiền lắm nha. Khó một chút nhưng mà tốt cho con của mình đó. Tôi dễ quá. Đánh Phong nhiều lúc dễ quá nhiều lúc. Mà cái gì cũng được. Mà đôi lúc cái gì cũng được, nó nguy hiểm cho con của mình. Đối với hội thánh cũng vậy. Không phải hội thánh cái gì cũng được. Đối với trong công việc Chúa không phải cái gì cũng được. Đối với Đức Chúa Trời không phải cái gì cũng được. Nhưng mà có ba điều tôi xin nhắc lại. Có những cái Chúa nói là được thì Chúa trả lời liền. Có những cái Chúa nói là không, chúng ta phải đầu phục. Nhưng mà có những cái Chúa biết chờ đợi. Hãy lắc vai người bên cạnh, chờ đợi đi. Chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi là hạnh phúc. Có những cái mà anh chị em xin bấy lâu nay mà chưa được, mà Chúa muốn anh chị em chờ đợi. Nếu Chúa nhậm lời sớm thì anh chị em chứng quốc rồi. Hãy chờ đợi. Và cho nên Chúa Giêsu ngày muốn nói với tất cả các môn đệ là gì? Chính Ngài cũng đến không phải để cho mình, nhưng Ngài đến, Ngài phục vụ, Ngài phó sự sống mình làm giá chủ của nhiều người khác. Buổi sáng hôm nay lời của Chúa muốn nhắn nhủ với mọi người trong chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện bắt Chúa phải theo ý của mình, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện xin ý Chúa được nên trên đời sống của con. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện nó, xin ý Chúa được nên trên đời sống của con, và xin ý của Ngài được nên trên đời sống của các con của con. Hallelujah. Chúng ta hãy đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Xin ý của Chúa được nên trên đời sống của các con của con, trên gia đình của con ngay trong giờ này.
Nếu chúng ta đứng bên người bên cạnh thì chúng ta hãy nắm tay người bên cạnh và nói người bên cạnh, cầu nguyện cho người bên cạnh ngay trong giờ này. Đây là điều mà Chúa muốn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.